Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ vừa qua, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, lượng mưa đo được từ 15 giờ ngày 9 tháng 11 đến 15 giờ ngày 10 tháng 11 như tại Hòa Thịnh là 120,8mm và tại An Chấn, tỉnh Phú Yên là 114,6mm. Tại Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa là 94,8mm. Dự báo Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong những ngày qua thì các tỉnh Trung Bộ liên tục có xuất hiện mưa lớn. Nguyên nhân chính của cái hiện tượng này là do không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc và kết hợp với cái gió đông trên cao hội tụ với địa hình ở khu vực miền Trung gây ra mưa lớn, và khu vực mưa mở rộng từ Thừa Thiên Huế xuống đến Khánh Hòa. Và chúng tôi dự báo trong những ngày tới, cụ thể là từ đêm nay ngày mùng 10 cho đến khoảng ngày 14 thì các tỉnh Trung Bộ, Nam, đặc biệt là Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ tiếp tục là có mưa lớn trên diện rộng và nhiều nơi mưa rất to. Và sau cái ngày 14 thì khả năng mưa lớn còn có nguy cơ kéo dài. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa từ nay đến ngày 14 tháng 11 ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam và Khánh Hòa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên phổ biến từ 300-600mm, có nơi trên 650mm. Như chúng ta đã biết là hàng năm là ở các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt là Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ là cao điểm xảy ra, thời điểm mà xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Và nguyên nhân thì chủ yếu là do cái hệ thống không khí lạnh tăng cường kết hợp với lại rãnh áp thấp ở phía Nam tạo ra cái đới hội tụ gió Tây và gây ra mưa lớn ở khu vực này. Thì như chúng tôi đã dự báo thì trong những ngày tới kéo dài nhiều ngày thì các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ liên tục xảy ra mưa lớn với cái cường suất mưa rất to, và nguy cơ kéo dài như vậy thì chúng tôi cảnh báo là có khả năng xảy ra ngập úng ở cái vùng trũng và nguy cơ rất cao sạt lở đất, sụt lún đất cũng như là lũ quét ở các vùng núi, đặc biệt ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Và không chỉ trong 3-4 ngày tới mà nhận định xa hơn thì chúng tôi thấy rằng là cái cao điểm mưa lớn sẽ còn kéo dài ít nhất là trong đến khoảng ngày 18-19, và do đó thì người dân cần hết sức cảnh giác. Và từ nay đến hết năm thì chúng tôi nhận định là tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Trung sẽ vẫn xảy ra, và khu vực trọng tâm trọng điểm vẫn là các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, tức là từ Quảng Bình trở vào cho đến Khánh Hòa. Và thời điểm mưa cấp tập nhất thì sẽ tập trung vào trong cái tháng 11 này, và sang tháng 12 thì vẫn có khả năng mưa vừa mưa to do những cái đợt không khí lạnh tăng cường hoặc là có những cái cơn bão áp thấp nhiệt đới ở trên miền Đông có thể hình thành và di chuyển vào. Và chúng tôi dự báo thì còn từ nay cho đến hết năm thì có thể còn 2 cho đến 3 cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão xuất hiện trên miền Đông và có khả năng ảnh hưởng đến đất nước chúng ta. Như vậy về nguy cơ về mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ sẽ vẫn còn tiếp diễn trong những thời điểm tới. Và chúng tôi nhấn mạnh lại là cái tháng 11 vẫn là cái tháng cao điểm mưa lũ miền Trung, do đó chúng ta cần phải có những biện pháp chủ động phòng tránh.